Câu chuyện truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc làm đẹp tại các thành phố lớn trở nên nở rộ. Các thẩm mỹ viện lớn nhỏ mọc lên ngày càng nhiều. Trong số đó, có không ít các thẩm mỹ viện tự phong hoạt động trái phép hoặc nguy hiểm hơn là những cơ sở giả mạo, lừa đảo, dẫn biết làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của chị em phụ nữ. Thế nhưng hãy thận trọng khi lựa chọn cho mình một nơi làm đẹp uy tín để tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật mang khi sập bẫy làm đẹp bởi các chiêu trò của các thẩm mỹ viện như câu chuyện truyền thanh Sập bẫy làm đẹp của tác giả Lưu Hoàng Ngân mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ, một quý thính giả cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên: Hữu Phúc trong vai anh Ba, Duy Hằng trong vai chị Ba, Kim Cương trong vai Út Hương, Tường Duy đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn trưa trên đường đi chợ về, chị ba nghe tiếng tréo gọi từ phía sau. Chị ba, chị ba, lâu quá không gặp chị nghe. Ủa, ai mà lấy cái khăn kia hết cái mặt đi cà? Em, Út Hường đây nè chị ba. Út Hường, Ủa Út Hường nào cà? Trời đất ơi, Út Hường, con bà Sáu Phượng, bán bánh canh đầu chợ đó. Hồi nhỏ em hay ra phụ má đứng bán. Em nhớ chị ghé mua ủng hộ suốt luôn mà. Chị nhớ không? Màn ơi, con út hường, chị nhớ rồi, trời đất ơi, em bây giờ không có giống hồi xưa chút nào trơn á, nên làm sao mà chị nhận ra được? <laughs> Bộ, em khác hồi xưa lắm hay sao, mà chị không nhận ra vậy? Nếu mà so sánh á, thì chị tưởng đầu hai người khác nhau không hà, hồi đó em đang thui à, da thì mụn, còn giờ hen ta nói da nó trắng như bông bưởi, mặt thì mịn trơn hà. Ờ, mà nhất là ngày trước á, cái mũi xẹp lép à, Bây giờ thành mũi dọc dừa thẳng tắp luôn đó. Công nhận á, chị ba để ý kỹ hết sức vậy đó hả? Lấy chồng vào trên thành phố, có nhiều tiền nên đẹp lên liền hen, làm chị không có nhìn ra luôn á. Dạo này vợ chồng em ra làm sao rồi? Cũng khỏe hả em? Dạ, tụi em khỏe. Công việc làm ăn của chồng em bận dữ lắm, nên lâu rồi em mới có dịp về quê chơi á. Còn anh chị ba thì sao? Anh chị thì cũng bình thường, như cân đường hộp sữa thôi. <laughs> Mà nè, khai thiệt đi nhìn nhan sắc em như vậy á chắc là em có tác động gì bên ngoài rồi phải không chị ba hỏi vậy á em cũng không có dám giấu đúng là nhan sắc của em cũng có đụng chạm chút đỉnh thấy chưa chị nhìn là chị biết ngay mà cũng nhờ anh hàng xóm em mới quen đó ảnh hả anh hàng xóm mới quen đụng chạm hả rồi đụng cái gì chạm cái gì vậy trời ơi chị này thiệt tình á chị nghĩ bậy bạ đi đâu vậy Chứ em mới nói anh có anh hàng xóm gì đó Thì anh hàng xóm mới dọn về gần nhà em Anh đó là chủ tiệm thẩm mỹ diện lớn dữ lắm À chị hiểu rồi Thì ra nhờ anh hàng xóm là làm vậy Mà nè đụng chạm như vậy á thì cũng có làm sao đâu Thời buổi bây giờ phụ nữ làm đẹp cho mình á là chuyện bình thường mà Dạ đúng rồi em cũng nghĩ vậy á Mà công nhận nghe Cái chỗ thẩm mỹ của anh hàng xóm này làm cho em đẹp quá trời à ai cũng phải khen nứt nở luôn á chị nhìn kỹ rồi bây giờ á em có thua cô diễn viên người mẫu nào đâu chị ba khen hoài làm em mắc cỡ quá ngày xưa xấu quá nên ngày nay á em phải ráng phấn đấu thay đổi chính mình chứ để không thôi xấu hoài chồng chê chồng bỏ theo con nào thì chết à chứ phải mà em đẹp sẵn như chị ba đây á, thì đỡ tốn kém quá rồi thôi, thôi 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 chị mà đẹp cái gì giờ coi kiến á chị còn không dám nhìn mình nữa nói làm chi chồng chị chị ba nó giỡn hoài qua khôi nguyên cái vùng này một thời mà thì ngày trẻ thôi hồi đó thấy coi được được một chút là bà con sớm ghiền chọc kẹo á là qua khôi này nọ chứ giờ hơn 40 rồi thành quá héo rồi em ơi nè nè em nhìn kỹ đi không biết từ hồi nào á mà mấy cái đốm tàn nhang á nó thi nhau nổi lên trên mặt chị như vậy nè da dẻ thì ngày càng nhăn nheo nhắc tới mắt chán luôn Chị ơi, chị không nghe người ta nói cái câu này hàng sao Không có người phụ nữ xấu Mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi Bây giờ ra đường á là gặp gái đẹp tràn lan Nên chị em mình cũng phải tích cực làm đẹp Chứ không nên để theo kiểu tự nhiên Muốn ra sao thì ra như ngày trước được đâu chị Thì chị cũng biết như vậy Chị mê cái vụ làm đẹp lắm Nhưng mà chị sợ lắm em ơi Chị cứ yên tâm đi Ngày trước á em còn sợ hơn chị nữa kìa Mà cũng may á Canh hàng tóm chủ thẩm mỹ viện gần nhà em Mát tài lắm Làm gì cho em cũng suôn sẻ hết á Mới đầu á Em chỉ định sửa cho cái mũi cao lên chút thôi Nhưng mà làm mũi xong á Thì ai cũng khen em đẹp quá Nên á em làm luôn ca tắm trắng Rồi nâng cơ mặt Xóa nếp nhăn Càng làm càng đẹp Lại còn được khuyến mãi giảm giá Nên em càng ham Em nói nhỏ chị ba nghe nè Chồng em giờ cưng vợ còn hơn xưa nữa đó Vậy hả? nghe mà mắc ham luôn á nghe chẳng bù cho chồng chị không có cần nhằn cử nhữ là mai lắm rồi chứ đừng hồng đòi hỏi này kia kia nọ đó chị thấy chưa chị thấy nhan sắc nó lợi hại cỡ nào chưa chị còn không mau mau tân trang lại mình đi bây giờ không làm á thì còn đợi tới chừng nào nữa ờ nghe em nói chị thích quá à. để chị tính kỹ lại coi chị nghĩ gì á thì nghĩ nhanh nhanh lên đi vài bữa nữa em lên thành phố lại rồi nếu chị muốn làm đẹp á thì em đưa tới thẩm mỹ viện em đã sửa. Dịch vụ gì á cũng có đủ hết. Coi em giới thiệu là đảm bảo người ta làm thiệt kỹ mà giá cả là ưu đãi cho mình nữa. Vậy hả? Giá cả ưu đãi cho mình luôn hả em? Dạ đúng rồi. Em là khách quen mà chị. Nghe lời em. Làm đi. Đẹp lên rồi. Em bảo đảm chồng chị sẽ cưng chiều chị cho mà coi. Tới đó thì đừng quên công của em đó nghe. Ừ. Để chị suy nghĩ thêm bữa nay nghe. Có gì á mai chị điện thoại cho em. Dạ, có gì thì nhớ điện cho em liền đó nghe Thôi, em về nghe chị ba Ừ, em về đi Nghe những lời út Hường nói về chuyện tân trang làm đẹp Chị ba cũng háo hức muốn thay đổi diện mạo cho mình Nhưng vẫn còn chút e dè Buổi tối, tại nhà anh chị ba Thấy chồng vừa về nhà chị ba đoan đã đến bên chồng để dò ý về chuyện này ông ba ông ba bữa nay cho tôi hỏi cái này một chút nghe về đây vậy bữa nay ngon ngọt với tôi trời <laughs> ông thấy tôi có đẹp không hả bà nói gì muốn về đây ý tôi hỏi là ông thấy tôi có đẹp không không ấy bà cho tôi đổi cô hỏi được không bà hỏi khó tôi quá làm, sao tôi trả lời Thỏ vậy có gì đâu có Chứ còn gì nữa Không lẽ tôi nói đẹp á Thì tự dối lòng mình Tôi không có làm được đâu Còn mà nói xấu á Thì đuổi bà giận Bà cắt cơm tôi luôn rồi sao Ông Ý ông là làm sao Ông già vô duyên Cái đồ đàn ông tệ bạc thiệt chứ Ờ ừ, hay Tự dưng bà hỏi cho đã rồi Giờ bà chửi tôi là làm sao Thôi bỏ đi Vậy bây giờ tôi hỏi ông câu khác nè 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 Ông coi giùm tôi cái hình của cái cô người mẫu ở trên báo này đi ông thấy á mũi cao như vậy có đẹp không ờ à, thì người mẫu người ta lên báo chụp hình á thì phải đẹp rồi hỏi bằng thừa hả vậy da trắng như cô này nè đẹp hén ông hen? da trắng không đẹp không lẽ da đen như uh, mới đẹp hả nói chuyện với ông có mấy câu là phát gây à muốn nói tôi đen á thì nói đại đi lấp lửng làm gì giờ tôi chỉ hỏi ông thêm một câu cuối cùng này thôi á nếu mà tôi có mũi cao da trắng giống cô này ông có thích không nay bà bị sao vậy trời thì sao hỏi toàn chuyện ở trên mây không hả à? nhức đầu ghê á à. cái ông này tôi hỏi thì ông trả lời thôi chứ có cái gì đâu mà khó khăn à mà sao bà hỏi tùm lâm hết trơn vậy bà tính làm cái gì đây bà khai thiệt đi tôi 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 tính đi thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc của tôi hả tức là bà tính đi phẫu thuật thẩm mỹ đó hả ờ được không mình mình ơi trời nội mẹ ơi nghe nó giỡn óc hết trơn hết trảo rồi đây nè thâu thâu quy bà cho tôi xin đi trời ơi già rồi chứ có phải trẻ trung gì đâu mà bon chen với người ta thì già rồi càng lúc càng xấu nên tôi mới phải tân trang lại đó ông thâu 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 tôi không có nhu cầu đâu bà làm tầm bậy tầm bạ gì á thấy ghê là tôi bỏ bà luôn á có sao để vậy hà như bây giờ đi có thua ai đâu tôi có chơi bả gì đâu không chơi nhưng mà nếu giờ tôi đẹp hơn, bộ ông không thích hả? Thích thì thích, nhưng mà đẹp lên rồi á, người ta dòm ngó thêm, chứ được tích sự gì đâu. Nếu giờ mà có ai chịu dòm ngó tôi thì cũng đỡ tuổi thân à. Thôi, tôi nói rồi đó, bà làm ơn bỏ ý định này cho tôi đi. Đừng có thấy người ta sửa này sửa nọ, rồi đua đòi làm theo họ, tôi không có ưa đâu à. Chứ, biết rồi, mệt quá, không cho thì kệ ông nhưng tôi vẫn cứ làm mai mốt sửa xong đẹp rồi á cho ông ngó lát con mắt luôn á nghĩ là làm vài ngày sau đó dân lúc ông ba đi đám ở xa bà ba lén bắt xe lên thành phố với kế hoạch tân trang nhan sắc của mình khi ông ba đi đám trở về thì đã có chuyện xảy ra. Bà ơi, tôi về rồi đây nè. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi trời? Giờ này không lo cơm nước mà bỏ đi đâu rồi cả. Bà bà ơi! Trời đất, sao giờ này còn nằm ở trong phòng? Cơm nước bỏ phế hết, hiện lát nữa tôi ăn cái gì? <laughs> cơm nước gì nổi nữa, không ra tiệm mà ăn đi. <laughs> trời ơi ừ, bà ba, bà sao vậy? Rồi sao mà khóc Bộ bị bệnh nữa hả Thôi được rồi Để tôi đưa bà đi khám nha Thôi 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 khỏi đi Tôi không có khám gì hết trơn Tôi không có sao đâu Không sao mà sao mà khóc Rồi lấy mệnh trùm bít bụng vậy Bà lú đầu ra tôi coi có nóng sốt gì không Thôi cái gì mà coi Tôi nói không có sao hết mà Thì bà bỏ cái mệnh ra coi Trời đất quỷ thần thiên đệ ơi Con, 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 con gì đây Ủa ổ lộn Bà bà bị cái gì vậy rồi sao mặt mày sưng trụ dụ lên vậy? Tôi có biết cái đâu. Sao không ừ. biết? Bà nói tôi nghe coi. Bà ăn gì rồi bị dị ứng phải không? Không có phải. Chứ sao mặt mày ra cái nông nổi này? Tôi, tôi đi tắm trắng da mặt ở trên thâm mỹ viện. Trời đất ơi là trời. Tôi đã cản bà rồi. Mà sao bà còn cố đi làm chi vậy? Có phải bà đi cái chỗ con Út Hường suối không? Ờ thì chỗ đó đó. Làm xong xui thấy cũng đẹp lắm mà tự nhiên về tới nhà da mặt tôi nó nóng rang hết rồi sưng trù dù nguyên cái mặt như vậy nè giờ không biết sao nữa thiệt tình rồi bà có điện thoại cho cái chỗ thẩm mỹ viện đó chưa hỏi người ta coi họ giải quyết như thế nào tôi chưa có kịp hỏi thì thấy báo mạng đưa tin thẩm mỹ viện đó là nơi hoạt động trái phép hồi trưa mới bị công an đóng cửa điều tra rồi trời đất ơi thôi chết rồi vậy là bà gặp ngay cái chỗ tào lao rồi Vậy thì bà có điện cho con Út Hường không? Điện luôn rồi Nhưng số điện thoại không có liên lạc được Rồi xong luôn Vậy là bà thấm rồi hen Thế nào con Út Hường này cũng có liên quan tới cái thẩm mỹ viện kia cho coi Bà ăn trúng quả lừa rồi đó Nhưng ừ, còn cái mặt của tôi Tính sao giờ ông ơi Không lẽ tôi phải chịu cái cảnh vừa đau vừa xấu về hoài sao ông Ừ Thì cho chừa cái tật liệu mạng của bà Tôi đã cảnh báo rồi mà bà không chịu nghe. Nghĩ tới là thấy tức hả? À? Già đầu rồi mà còn bị người ta lừa nữa. Tôi đã ra nông nổi vậy rồi. Ông không lo còn ở đó trách tôi nữa. Trách cho đã đi. Để tôi chết cho ông vừa lòng. Thôi được rồi. Bà đừng có tẩy tê nữa. Để tôi đưa bà lên bệnh viện gia liễu khám liền. Vậy còn nghe được chút an ủi à. Ông lấy xe đưa tôi đi nhanh nhanh ông ơi. Sau này dùm ơn đừng có nghe lời ngon ngọt của người ta dụ dỗ đó Tôi biết rồi Khổ lắm Không có lần sau nữa đâu Ừ Nói thì nhớ đó Tôi bỏ cả đông tiền mua bài học nhớ đời này rồi Mà không tởn sao được hả ông Giờ chỉ mong trị cái mặt cho nó khỏi là tôi vui rồi Thôi đi ông ơi Cái mặt tôi nó ngứa quá trời rồi Tôi hết chịu nổi luôn rồi Ừ đi liền đi liền Từ nay á cho chừa cái tật già rồi mà còn ham hố

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Sập bẫy làm đẹp của tác giả Lưu Hoàng Ngân. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.